Xin chào, đây là bản tin S News tuần 4 của tháng 11. Như vậy là ở trong tuần này chúng ta gần như là đã kết thúc việc hoàn thành việc ra mắt các sản phẩm mới trong năm. Và đây cũng chỉ là thời gian để mà chúng ta xem là sức mua của các sản phẩm điện tử tiêu dùng trong cuối năm là như thế nào. Và phần tin S News của ngày hôm nay thì sẽ tập trung gần như hoàn toàn vào những câu chuyện xung quanh việc là mùa mua sắm cuối năm thì đang diễn ra như thế nào. Ở thời điểm này tại Mỹ thì mùa mua sắm cuối năm thì đã chính thức được khởi động, bởi vì ngay sau ngày lễ tạ ơn thì ngày thứ 6, thứ 4 của tháng 11 sẽ là ngày được người ta chọn để làm một ngày thứ 6 đen, hay còn gọi là Black Friday. Đây là một ngày để kích cầu mua sắm với những sản phẩm thuộc nhiều mặt hàng, thuộc nhiều lĩnh vực. Trong đó thì có ngành hàng công nghệ được giảm giá xuống một mức thấp chưa từng thấy trong năm. Và ngay bây giờ thì hãy cùng xem là không khí mua sắm cũng như là việc các mặt hàng công nghệ nổi bật trong năm nay thì đang được định giá như thế nào trong khoảng thời gian này ở Mỹ. Cứ vào mỗi dịp thứ 6 đen thì những người chuyên săn hàng khuyến mại thì lại xếp hàng từ tận ban đêm ngoài các cửa hàng trong thời tiết lạnh giá ở Mỹ, mang theo mình một bình cà phê lớn và ghi danh sách những thứ cần mua. Khuyến mại tại đây thì kéo dài liên tục trong hàng tuần liền, bởi vì các chương trình khuyến mại thì hiện tại mới chỉ ở thời điểm bắt đầu. Nói về các hãng thì đầu tiên hãy kể đến HTC. Hãng này mới giới thiệu chiếc máy ảnh chuyên cho các hoạt động ngoài trời Ring Camera với thiết kế như một cái ống nhựa, với mức giá giảm từ $200 xuống còn $100, và có thể mua trực tiếp từ trang web HTC hoặc đặt hàng ở các cửa hàng. Microsoft thì không tung ra máy tính bảng Surface nào mới trong mùa năm nay, tuy nhiên thì cũng rất hào phóng giảm giá. Phiên bản Surface 3 Core i5 giảm giá $100, còn phiên bản Core i7 thì giảm giá đến $150. Samsung cũng mạnh tay, giảm $50 cho mẫu Galaxy Tab S8.4, giảm $100 cho Tab S10.5 và giảm tới $150 cho mẫu Tab Pro 12.2. Và như vậy là thay vì bỏ ra đến $650 cho một chiếc Tab Pro thì trong dịp này người mua sẽ chỉ cần phải trả là $500. Các nhà bán lẻ lớn tại Mỹ thì cũng nhanh chóng nhập cuộc. Trong những ngày này thì Best Buy bán máy kèm hợp đồng nhà mạng với mức giá cực thấp, như là Galaxy S5 giá là $1, iPad Air 2 thì giảm giá $100 và iPad Mini 3 giảm $75. Một số máy giá rẻ khác như là Lumia 635 được giảm tới $60, thế nên là giá máy khi không kèm hợp đồng chỉ còn vẻn vẹn là $40. Một nhân vật rất nổi tiếng khác của bán lẻ trực tuyến là Amazon thì có một số khuyến mại đáng chú ý, như là giảm giá máy LG G3, HTC One M8 không kèm hợp đồng, hay là khi mua đồng hồ thông minh G-Watch với LG thì được giảm giá $150. Hay là Amazon còn có chương trình giảm giá 20% đối với khách hàng mua iPhone là loại hàng đã qua sử dụng và được tân trang. Còn nhà bán lẻ Walmart thì có chu kỳ khuyến mại khá phức tạp, bởi vì chương trình khuyến mại của Walmart thì bắt đầu ở các thời điểm khác nhau và ở khoảng thời gian khuyến mại của các chương trình thì cũng khác nhau. Vì thế mà nó đòi hỏi những người săn hàng giảm giá phải chịu để ý lịch khuyến mại của hãng. Walmart thì đang có những món hàng rất hời như là iPad mini 16GB bản chỉ Wi-Fi với giá chỉ là $199, tặng kèm thẻ quà tặng trị giá $30. iPhone 5S 16GB kèm hợp đồng chỉ còn là $80, và iPhone 6 cũng kèm hợp đồng có giá là $180 và đều tặng kèm thẻ quà tặng trị giá $75. Còn với các nhà mạng ở Mỹ thì T-Mobile đang tỏ ra khá mạnh tay khi hạ giá Galaxy S5 không kèm hợp đồng từ $660 xuống còn là $509. Còn Note 3 không hợp đồng cũng được giảm giá rất mạnh từ $517 xuống còn $416. Cùng với ngày thứ 6 đen tối thì nước Mỹ cũng sẽ trải qua một ngày giảm giá tiếp theo trong tuần sau là ngày Cyber Monday. Đây là một ngày dành riêng cho việc kích cầu mua sắm trực tuyến và sẽ diễn ra thường niên vào ngày thứ 2 sau ngày lễ tạ ơn. Còn ở tại Việt Nam thì sắp tới chúng ta cũng sẽ chuẩn bị có một ngày Black Friday giống như thế trên toàn quốc dành cho mua sắm trực tuyến, và nó sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 12 tới. Tuy nhiên thì đó chưa phải là một trong số những thứ hấp dẫn nhất ở mùa mua sắm năm nay tại Mỹ. Mới đây thì BlackBerry đã tung ra một chương trình cho phép là những người đang sử dụng điện thoại iPhone thì có thể đem chiếc iPhone đó đi đổi lấy một chiếc BlackBerry Passport và được BlackBerry trợ giá. Từ ngày 1 tháng 12, nếu như đang dùng iPhone từ 4S trở đi tại Mỹ thì BlackBerry sẵn sàng thu mua lại máy và trợ giá thêm một chút để những ai đang dùng iPhone có thể sở hữu được một chiếc BlackBerry Passport mới toanh. Chiếc iPhone 4S có tuổi đời 3 năm thì vẫn có thể được thu mua với giá tối đa là $240, và như thế thì số tiền này có thể dành và bỏ thêm một chút nữa để có thể mua được một chiếc Passport. Giá máy đem đổi lên đến $300 cho iPhone 5, $280 cho iPhone 5C, $385 với iPhone 5S và lên tới là $550 với khi đó là iPhone 6. Mức giá tối đa mà BlackBerry thu mua cộng với trợ giá thì phụ thuộc vào việc iPhone là bản bộ nhớ nào hoặc là máy dùng với nhà mạng nào.
Còn nói thêm về Passport thì đây là một máy dành cho những người dùng thiên về công việc, tuy nhiên thì vẫn có một số khoảng dành cho hoạt động cá nhân. Máy này thì có một bàn phím vật lý nhưng hoạt động theo cách như một bàn phím ảo với các thao tác cảm ứng, chạy điều hành BlackBerry OS 10.3 với kho ứng dụng Android Amazon App Store. Người dùng thì có trợ lý ảo bằng giọng nói BlackBerry Assistant, tương tự như cách mà những trợ lý ảo như Siri, Google Now hay là Cortana đang hoạt động. Có vẻ như là mối quan hệ giữa Apple và Samsung tuy thù địch, tuy nhiên thì nó sẽ không bao giờ chấm dứt. Ngay sau khi mà Apple tạm chia tay với Samsung để việc chuyển sang sử dụng một số linh kiện cho các thiết bị chạy hệ điều hành iOS của một số đối tác khác, thì một thời gian sau họ đã lại ngay phải quay trở lại để tìm Samsung. Trước đây thì chúng ta từng biết đến một số vụ việc tương tự kiểu như thế này, như là việc khi mà màn hình của iPhone do LG sản xuất thì không đáp ứng được chất lượng hay là về số lượng của Apple, thì Apple đã phải quay trở lại tìm Samsung. Và lần này thì chúng ta có một ví dụ mới đến từ việc là các linh kiện của Samsung có chất lượng tốt như thế nào trên các sản phẩm của Apple. Trong một tháng qua thì nhiều người dùng iPhone 6 Plus phiên bản 128GB thì đã phản ánh tình trạng khi mà chuyển ứng dụng hoặc là kiểm tra thông báo thì điện thoại bị treo hoặc là bị khởi động lại rồi treo luôn ở phần khởi động. Nhiều người thì đã đổi máy tới 4 lần mà vẫn không hết lỗi. Phiên bản iOS 8.1 được cập nhật thì cũng không sửa được vấn đề này. Và nguyên nhân thì đã được tìm ra nằm ở chỗ là vi mạch điều khiển của dòng bộ nhớ NAND Flash TLC là viết tắt của Triple Level Cell, tạm gì có thể tạm hiểu là khả năng chứa được 3 bit dữ liệu trên một vòng bán dẫn, thì đã gây ra vấn đề này. Apple thì đã thảo luận với Samsung về việc là sẽ cung cấp bộ nhớ NAND Flash thay cho dòng NAND Flash TLC trên iPhone 6 Plus và thay cả các module NAND Flash TLC trên bản iPhone 6 64GB từ các đối tác khác như là SK Hynix, Toshiba hay là SanDisk bằng bộ nhớ của Samsung. Các module này thì đều bị cho là gây ra vấn đề về hiệu suất cho các máy iPhone 6 và 6 Plus. Hiện tại thì Samsung đã cung cấp bộ nhớ DRAM Flash cho các mẫu iPhone 6 khác. Thêm vào đó thì Samsung cũng sẽ làm các thỏi pin cho iPhone 6. Apple thì còn yêu cầu Samsung chế tạo các con chip đặc biệt để dùng cho loại đồng hồ Apple Watch. Trong quá khứ thì Apple đã nhiều lần cố giảm sự phụ thuộc vào Samsung cho các thiết bị iOS của mình. Tuy nhiên thì thực tế đã chứng minh là linh kiện của Samsung đáp ứng yêu cầu và Apple ngay lập tức đã phải đổi ý. Sau một thời gian đặt hàng hãng TSMC cho các bộ xử lý của iPhone 6 thì quả táo mới đây còn được báo cáo là đã ký với Samsung thỏa thuận để hãng này chế tạo đến 80% số chip dòng A dựa trên tiến trình 14 nanomet cho các máy iPhone thế hệ kế tiếp vào những năm sau. Có một khoảng thời gian trước đây thì HTC đã từng bị chỉ trích là tung ra quá nhiều máy với những thiết kế na ná nhau, cũng như là những đặc điểm thì cũng gần như tương tự nhau. Và điều này thì có vẻ đã lặp lại và nó rất có thể sẽ làm cho HTC lại sa đà một lần nữa và lại tụt dốc. Mà đây thì một số hình ảnh nữa bị lộ về một chiếc điện thoại HTC mới thuộc dòng design thì cũng đã hiện diện trên mạng Internet. Và chiếc máy này thì qua một số đặc điểm được lộ thì có thể thấy là nó không có một thiết kế quá đặc sắc và những đặc điểm phần cứng thì cũng không tạo ra bất kỳ một đặc thứ gì gây chú ý. Nguồn đầu tiên tung ra những hình ảnh của chiếc điện thoại mới của HTC là Design 620 này thì hiện đã xóa bài đăng về mẫu máy mới. Tuy nhiên thì qua những hình ảnh mà còn giữ lại được thì có thể thấy là thiết kế bên ngoài của máy này thì khá giống với chiếc Design 610 và 816. Và qua ảnh thì mặc dù chưa cho cảm giác đẹp, tuy nhiên thì có thể nó cũng sẽ thể hiện một vài nét gì đó mới trong thiết kế của HTC sắp tới. Còn về cấu hình thì Design 620 này dùng bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 410, màn hình HD 720p kích thước là 5 inch, mức RAM là 1GB, camera trước và sau lần lượt là 8 và 5 megapixel. Bộ nhớ sẵn có là 8GB với khả năng mở rộng qua thẻ nhớ. Dung lượng pin của máy thì khá là nhỏ với dung lượng chỉ đạt là 2100mAh. HTC dự kiến sẽ tung máy này ra vào tháng 1 năm sau và khi bán ra thì nó sẽ có giá vào khoảng là $320, tức là 6,8 triệu đồng. Và với mức giá này thì ngay thậm chí trong các dòng sản phẩm của HTC cũng đã có nhiều máy với những đặc điểm tương tự. Và phần cuối của bản tin hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời cho việc là tại sao đã hơn nửa năm. Tuy nhiên nếu như nhìn ở ngoài đường thì vẫn không thấy nhiều người cầm trên tay một chiếc Galaxy S5. Đây sẽ là một tiếp tục là một thông tin không vui nữa dành cho Samsung. Theo thống kê thì Galaxy S5 có doanh số thấp hơn đến 40% so với tiền nhiệm là Galaxy S4. Samsung thì đã bán được 12 triệu máy trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay so với mức là 16 triệu chiếc S4 trong năm ngoái. Samsung đã đẩy mạnh sản lượng của S5 so với S4 hơn tới 20% và phát hành máy cùng lúc ở nhiều thị trường khác nhau vào tháng 4. Tuy nhiên thì có một sự thật là S5 vẫn ế. Một số lượng lớn S5 bị tồn kho và buộc Samsung phải đẩy mạnh tiếp thị để bán được hàng. Samsung kỳ vọng là doanh số của S5 sẽ ngang với S4 trong 3 tháng đầu tiên, tuy nhiên kết quả thì chỉ đạt được 60%.
Ở Trung Quốc là một nơi tạo ra nhiều doanh thu nhất thì Samsung bán S5 ít hơn 50% so với S4 trong 6 tháng bán ra đầu tiên. Chỉ có tại Mỹ thì doanh số ở đây là cao hơn dự kiến ban đầu. S5 có một màn ra mắt thuận lợi hơn rất nhiều so với hàng loạt các vấn đề mà Apple gặp phải ngay khi iPhone 6 và iOS 8 xuất hiện. Tuy nhiên thì độ sáng tạo chưa đủ khiến cho S5 bán chậm là điều không thể tránh khỏi. Tương lai của Samsung theo nhiều chuyên gia thì sẽ vẫn nằm ở những ý tưởng mới, những nghiên cứu và các phát triển. Các máy cho chất lượng sáng tạo cao và tỏ ra khác biệt như là Note 4 hay là Note Edge sẽ là những thứ thúc đẩy người ta phải đi mua hàng và từ đó sẽ giúp Samsung tăng trưởng trở lại trong thời gian tới. Như vậy là chúng ta vừa kết thúc tuần cuối cùng của tháng 11 và như vậy là ở những tuần sau thì thứ rất đáng để quan tâm đó là việc các hãng đã bán được bao nhiêu hàng và những sản phẩm nào bán chạy nhất trong những đợt mua sắm này. Hẹn gặp lại ở những bản tin S News tiếp theo.